Xin kính chào quý vị phụ huynh và các em học sinh đang theo dõi chương trình Văn Lang Q&A series livestream tư vấn tuyển sinh của trường Đại học Văn Lang năm 2022. Và kính thưa quý vị phụ huynh và các em học sinh thân mến, hiện nay chương trình đào tạo quốc tế ngày càng được nhiều bạn trẻ quan tâm về những ưu điểm của nó. Và tại Văn Lang, bên cạnh chương trình đào tạo đặc biệt, chương trình tiêu chuẩn, thì chương trình đào tạo quốc tế là một định hướng đào tạo mà được trường Đại học Văn Lang ngày càng đầu tư với những đối tác uy tín trên thế giới. Và chúng tôi hợp tác với rất nhiều trường đại học, trong đó có thể kể đến như trường Đại học Liverpool John Moore của Vương quốc Anh, trường Đại học Newcastle của Úc, trường Đại học Victoria của Úc, trường Đại học Angelo State của Hoa Kỳ, hay trường Đại học Inha Hàn Quốc, và còn rất nhiều chương trình hấp dẫn khác nữa. Và trong buổi tối ngày hôm nay, Văn Lang Q&A sẽ kết nối quý phụ huynh, các em học sinh cùng với các chuyên gia của chương trình để chúng ta cùng tìm hiểu về chương trình đào tạo quốc tế tại trường Đại học Văn Lang. Và có mặt tại trường quay ngày hôm nay, Gia Hân xin được trân trọng giới thiệu Thạc sĩ Lê Thị Minh Tâm, trưởng phòng quan hệ đối ngoại trường Đại học Văn Lang. Chào quý vị phụ huynh và các em học sinh. Và bên cạnh cô Tâm, Gia Hân xin được trân trọng giới thiệu cô Vũ Thị Thu Thủy, trưởng bộ phận truyền thông và tuyển sinh Viện Đào tạo Quốc tế trường Đại học Văn Lang. Chào các em và quý phụ huynh. Và ngày hôm nay, bên cạnh các thầy cô đang có mặt tại trường quay, thì Gia Hân cũng xin được kết nối với các thầy cô đang là kết nối qua online để có thể tư vấn và chia sẻ về chương trình đào tạo quốc tế tại trường Đại học Văn Lang với các em học sinh. Và bật mí với các bạn nha, bên cạnh các thầy cô chuyên gia, ngày hôm nay Văn Lang Q&A còn kết nối với một bạn sinh viên đang theo học một trong những chương trình đào tạo quốc tế tại Văn Lang để các bạn có thêm nhiều góc nhìn. Và không để quý vị phụ huynh và các em chờ lâu hơn nữa, Gia Hân xin được phép kết nối với ban tư vấn để kết nối online với chương trình ngày hôm nay. Gia Hân xin được trân trọng giới thiệu Thạc sĩ Trần Nguyễn Hải Ngân, Phó Giám đốc Viện Đào tạo Quốc tế trường Đại học Văn Lang. Xin chào quý vị phụ huynh và các em sinh viên, học sinh sinh viên. Dạ, em chào cô Ngân ạ. Và Gia Hân xin được trân trọng giới thiệu Thạc sĩ Nguyễn Thị Lan, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên Quốc tế trường Đại học Văn Lang. Thân chào quý vị phụ huynh và các bạn học sinh đang xem chương trình livestream ngày hôm nay. Dạ, em chào cô ạ. Và ngay bây giờ, Gia Hân xin được phép kết nối với tiến sĩ Nguyễn Mạnh Cường, giảng viên Viện Ngôn ngữ trường Đại học Văn Lang. Xin chào quý vị phụ huynh và các em học sinh thân mến. Và một khách mời đặc biệt mà lúc nãy Gia Hân vừa giới thiệu, xin được kết nối với các bạn, bạn Vũ Minh Trí, sinh viên khóa 25, ngành quản trị kinh doanh, đang theo học chương trình liên kết với Đại học Victoria của Úc. Xin chào Minh Trí. Em xin chào quý thầy cô và các bạn ạ. Và em xin cảm ơn quý thầy cô đã dành thời gian quý báu để tham dự chương trình ngày hôm nay. Hy vọng rằng hôm nay mặc dù chúng ta kết nối online nhưng vẫn sẽ trả lời thật nhiều câu hỏi của các bạn thí sinh đang quan tâm đến chương trình quốc tế của trường Đại học Văn Lang. Và hiện nay thì em thấy là có rất là nhiều chương trình đào tạo quốc tế được áp dụng tại các trường đại học. Vậy thì em xin phép được mời cô Tâm sẽ chia sẻ đến các bạn thí sinh đang theo dõi chương trình các cái mô hình phổ biến hiện nay là như thế nào. Và nếu các bạn quan tâm đến chương trình quốc tế của trường Đại học Văn Lang thì các bạn sẽ có những lựa chọn nào ạ? Em mời cô. Rồi, cảm ơn Gia Hân. Xin chào quý vị phụ huynh và các em học sinh. Hôm nay cô với tư cách là trưởng phòng quan hệ đối ngoại của trường Đại học Văn Lang rất là hạnh được ngồi tại trường quay để chia sẻ cái buổi livestream tư vấn các cái chương trình đào tạo quốc tế mà trường Đại học Văn Lang sẽ triển khai trong năm học 2022-2023 tới quý vị phụ huynh và các em học sinh. Thế thì theo như câu hỏi của cô Hân thì hiện nay cô thấy là các trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh có các rất là nhiều các cái chương trình đào tạo quốc tế khác nhau, đặc biệt là phổ biến với hai cái mô hình, đó là chương trình đào tạo theo mô hình chuyển tiếp, tức là các bạn sẽ học một thời gian ở trường Đại học Văn Lang và các bạn sẽ chuyển tiếp sang trường đối tác. Và cái mô hình thứ hai đó là các bạn sẽ học toàn bộ thời gian tại Việt Nam và bằng thì cũng vẫn là do trường đối tác cấp. Thế thì đấy là các cái mô hình phổ biến mà các trường đại học ở Hồ Chí Minh hiện nay đang triển khai, và trường Đại học Văn Lang cũng nằm trong số các trường đại học đó. Tuy nhiên, tại trường Đại học Văn Lang thì các em sẽ có nhiều cái cơ hội để biết đến được thêm các cái chương trình đào tạo quốc tế mà trường đang triển khai. Thế thì hôm nay cô với tư cách là trưởng phòng quan hệ đối ngoại, cô sẽ giới thiệu về các cái chương trình theo mô hình chuyển tiếp. Tức là các em sẽ học một thời gian tại trường Đại học Văn Lang và sẽ chuyển tiếp sang các cái trường đối tác là partnership của Đại học Văn Lang. Và tiếp theo là có cô Thủy ở Viện Đào tạo Quốc tế thì cũng sẽ giới thiệu cho các em các cái chương trình theo cái mô hình là franchise, học toàn bộ thời gian tại Việt Nam và bằng cấp thì vẫn là do trường đối tác cấp và có giá trị quốc tế. Dạ, em cảm ơn những chia sẻ của cô Tâm. Và các bạn thân mến, thì ngay bây giờ thì Gia Hân xin được phép
chia sẻ đến các bạn thêm những cái thông tin về chương trình đào tạo quốc tế tại trường đại học Văn Lang. Thì bên cạnh mô hình chuyển tiếp và mô hình franchise tại trường đại học Văn Lang, có nghĩa là các bạn sẽ học toàn thời gian tại trường đại học Văn Lang đó các bạn, thì trường đại học Văn Lang còn có chương trình, một số chương trình quốc tế khác, chẳng hạn như các bạn có thể quan tâm đến chương trình hai văn bằng Pháp Việt của khoa du lịch trường đại học Văn Lang, hoặc các bạn quan tâm đến vấn đề học thạc sĩ giảng dạy thì các bạn có thể quan tâm đến chương trình liên kết của khoa ngoại ngữ trường đại học Văn Lang với đại học CTU, và còn rất nhiều chương trình khác nữa. Cho nên là ngoài các chương trình của Viện Đào tạo Quốc tế và Phòng Đối ngoại trường Đại học Văn Lang, thì các bạn nếu có quan tâm đến bất cứ chương trình nào thì các bạn cứ mạnh dạn để lại câu hỏi phía bên dưới phần bình luận, để lát nữa đây các thầy cô có thể giải đáp cho chúng ta các bạn nha. Và bây giờ thì em xin được phép kết nối với các thầy cô đang kết nối online với các bạn thí sinh ạ. Đầu tiên em xin được phép kết nối với cô Ngân. Dạ cô Ngân ơi, em muốn hỏi cô làm cô có thể giới thiệu cho các bạn những cái thông tin tổng quan về chương trình đại học cử nhân quốc tế 100% của trường đại học Văn Lang thì các bạn sẽ được học như thế nào không ạ? Em mời cô. Cảm ơn Giáo Hân. Xin chào các bạn. Tôi tên là Hải Ngân, là phó giám đốc của Viện Đào tạo Quốc tế trường đại học Văn Lang. Hiện tại thì Viện Đào tạo Quốc tế trường đại học Văn Lang đang cung cấp 4 chương trình cử nhân quốc tế. Thứ nhất là chương trình về quản trị sự kiện Event Management với lại đối tác Liverpool John Moore University. Thứ hai là chương trình Digital Marketing với đối tác Liverpool John Moore University của Anh Quốc. Thứ ba là chương trình kinh doanh quốc tế của đối tác University of Newcastle của Úc. Và thứ tư là chương trình quản trị tài chính cũng của đối tác University of Newcastle của Úc. Thì đây là những cái ngành rất là nổi hiện nay. Ví dụ như dạo gần đây thì chúng ta thấy là có quảng cáo trên TikTok nè, quảng cáo trên Facebook nè, và trên các trang thương mại điện tử ví dụ như Lazada, Shopee. Thì vì vậy Digital Marketing sẽ là ngành học phù hợp hướng dẫn các em công cụ để thực hiện các hoạt động truyền thông và quảng cáo trên các nền tảng kỹ thuật số. Và hai đối tác hồi nãy mình vừa nói, cô vừa nói, đó là hai là những cái trường đại học công lập hàng đầu thế giới. Điều này đảm bảo rằng là học viên trong quá trình học và sau khi học sẽ có được tấm bằng danh giá, cơ hội làm việc và học tập lên cao hơn nữa ở các nước trong khu vực. Ví dụ như trường đại học University của Newcastle là trường của Úc. Đây là trường thuộc top 300 đại học hàng đầu thế giới. Và họ đứng thứ 11 tại Úc. Trường đại học Liverpool John Moore University của Anh Quốc thì đây là top 500 trường đại học hàng đầu thế giới. Thì tổng quan và cũng là những cái điểm mạnh của chương trình, chắc là cô sẽ chia sẻ chút xíu nha. Đây là chương trình du học tại chỗ, như cô Tâm lúc đầu có chia sẻ là chương trình học toàn phần tại Việt Nam theo mô hình franchising. Học viên có thể học toàn phần 4 năm tại Việt Nam, học 100% học liệu và chương trình học từ nước ngoài, lấy bằng của Anh hoặc là lấy bằng của Úc tùy vào chương trình các em học. Chương trình đào tạo được phát triển và quản lý bởi đối tác, cho nên là học viên cho dù các em học ở Việt Nam, ở Úc hay ở Anh thì đều được nhận một cái chất lượng đào tạo như nhau. Mô hình du học tại chỗ hay còn gọi là nhượng quyền này, đây là mô hình giáo dục khá là phổ biến, được các nước như Hàn Quốc, Malaysia, Singapore, Thái Lan áp dụng. Mô hình này đảm bảo được 4 yếu tố, 4 cái đặc điểm. Thứ nhất, chất lượng đào tạo như nhau, dù là sinh viên có đang học ở đâu. Thứ hai, sinh viên có thể tiết kiệm được rất là nhiều chi phí học tập và sinh hoạt. Ví dụ, chương trình tại Viện Đào tạo Quốc tế sẽ giúp các em tiết kiệm được 3/4 tổng chi phí du học. Thứ ba, sinh viên tốt nghiệp từ các mô hình về quốc tế thì đương nhiên là rất hiểu về thị trường kinh doanh, nè, về môi trường làm việc trên thế giới. Nè. Nhưng quan trọng hơn là các bạn không bị tách rời khỏi môi trường làm việc tại Việt Nam. Thực tế thì rất là nhiều bạn du học lâu năm ở các nước khi về sẽ cảm thấy là khá là khó khăn trong vấn đề hòa nhập, cảm thấy lúng túng trong việc bắt đầu tìm được một công việc mới. Thì cái đặc điểm số 3 là đảm bảo tính không tách rời bởi môi trường Việt Nam sẽ là một cái đặc điểm tốt. Đặc điểm thứ tư và cũng là điểm mạnh thứ tư của chương trình, đó là tính ổn định của chương trình. Ví dụ như trong 2 năm vừa qua, nhiều bạn đã lỡ dở việc học vì dịch bệnh khi lựa chọn cái mô hình du học 100% bởi vì hạn chế visa, này, khó khăn trong việc di chuyển. Cho đó cái mô hình du học tại chỗ này sẽ được xem là an toàn và ổn định hơn trong những cái thời điểm như vậy. Nhưng không có vì vậy mà các em sẽ bị thiếu đi trải nghiệm quốc tế. Thì sẽ có 3 cái yếu tố để giúp đảm bảo cái trải nghiệm quốc tế của các em. Thứ nhất là khi các em tham gia chương trình học, các em sẽ được đăng ký là sinh viên của trường đối tác của Anh, của Úc. Sẽ có email sinh viên, có ID sinh viên, được hoàn toàn có thể sử dụng những cái thư viện điện tử của các trường đối tác. Thứ hai, ngôn ngữ mình học là 100% tiếng Anh. Sinh viên được học với giảng viên người Việt Nam, giảng viên người nước ngoài. Một vài học phần sẽ được do giáo sư của chương trình Đại học Newcastle của Úc giảng dạy.
Thứ ba, có những bạn chia sẻ là cô ấy tiếng Anh em chưa có giỏi, thì ở đây mình có thầy Cường là từ viện ngôn ngữ, và các em cũng an tâm đó là những cái bạn chưa có chứng chỉ tiếng Anh thì cái năm nhất đại học của chương trình đó là gọi là năm Queen Global sẽ cung cấp các lớp tiếng Anh tăng cường cho các em, kết hợp với cái việc hướng dẫn các em những môn cơ sở ngành bằng tiếng Anh, giúp các em xây dựng kiến thức nền tảng về kinh tế nè, quản trị nè, giúp các em có thể phát triển kỹ năng nghe, nói, đọc, rồi viết luận nè, rồi làm việc nhóm nè, thuyết trình bằng tiếng Anh để chuẩn bị cho các em sẵn sàng vào trong chương trình chính. Và thật ra thì tất cả những cái chương trình đào tạo bậc trung học phổ thông tại Việt Nam nó rất là khác so với chương trình đào tạo ở quốc tế. Các em có thể là chưa tự tin về tiếng Anh, vì thiếu kiến thức nền về kinh tế quản trị, cũng chưa có kỹ năng nghiên cứu. Vì vậy năm nhất, năm Queen Global của viện sẽ làm cái bước đệm, hy vọng là nó sẽ giúp cho các em tự tin hơn để tham gia học chương trình chính quy. Cái đặc điểm số 3 đó là để giúp sinh viên phát triển sự tự tin và kỹ năng giao tiếp, cho nên cô Lan của Viện Đào tạo Quốc tế cũng xây dựng mở rộng các mối quan hệ với các trường đại học quốc tế trong khu vực Singapore, Thái Lan, Hàn Quốc và tạo ra nhiều cái điều kiện cho các em trao đổi. Ví dụ như tháng 6 này thì toàn bộ sinh viên của viện sẽ đi Singapore và Malaysia một tuần để học, và tháng 7 này thì các bạn sẽ đi qua Thổ Nhĩ Kỳ 10 ngày để học trao đổi. Thì đây là những cái điểm đặc điểm sơ lược về chương trình. Và chắc là cho cô xin nói thêm một điểm nhỏ nữa thôi, đó là cái cơ hội nghề nghiệp. Viện có liên hệ, có liên kết và có xây dựng mối quan hệ với các doanh nghiệp trong và ngoài nước trong lĩnh vực tổ chức sự kiện, truyền thông kỹ thuật số, dịch vụ v.v. để tổ chức các buổi học tại doanh nghiệp, các hội thảo chuyên đề về thiết kế đồ họa, xây dựng video clip quảng cáo, đấu thầu quảng cáo v.v. thì các bạn sẽ được thực tập và được học tại doanh nghiệp từ năm nhất cho tới năm tư. Dạ xin hết ạ. Em cảm ơn những chia sẻ rất là nhiệt tình của cô Ngân. Và các bạn ơi, để các bạn có thêm những cái thông tin tổng quan về chương trình đào tạo quốc tế tại trường Đại học Văn Lang thì em xin phép được kết nối với cô Tâm đang có mặt tại trường quay để cô Tâm có thể giới thiệu các bạn là đối với mô hình chuyển tiếp thì cái chương trình học của các bạn sẽ như thế nào ạ? Dạ. Rồi cảm ơn Hân. Cô sẽ giới thiệu cho các bạn về các cái chương trình đào tạo quốc tế theo cái mô hình chuyển tiếp mà sẽ tuyển sinh bắt đầu từ năm học 2022 trở đi tại trường Đại học Văn Lang. Thế thì vừa rồi các bạn đã nghe các cái chương trình theo cái mô hình học toàn phần tại Việt Nam do cô Ngân giới thiệu, thì phòng quan hệ đối ngoại thì sẽ phụ trách và tuyển sinh các cái chương trình theo mô hình chuyển tiếp. Nghĩa là sao? Các em sẽ học một thời gian tại trường Đại học Văn Lang, sau đó các em sẽ chuyển tiếp sang các cái trường đối tác. Thế thì trong năm học 2022-2023 trở đi thì trường Đại học Văn Lang sẽ tuyển sinh hai chương trình theo mô hình chuyển tiếp. Chương trình thứ nhất đó là với trường Đại học Văn Lang hợp tác với cả Đại học Angelo State của Hoa Kỳ để triển khai hai cái chương trình. Thứ nhất là chương trình cử nhân kinh doanh và chương trình thứ hai là chương trình cử nhân về quản trị công nghệ thông tin. Thế thì trong hai cái chương trình này đó là cái mô hình là 1+3. Các em sẽ học 1 năm tại Đại học Văn Lang, sau đó các em sẽ chuyển tiếp sang trường Đại học Angelo State Hoa Kỳ để học. Trường Đại học Angelo State có những các cái đặc điểm nổi trội như sau. Thứ nhất, đây là một cái trường đại học công lập của Mỹ và nó nằm tại thành phố Angelo của bang Texas ở Hoa Kỳ. Và theo như cái tạp chí là Princeton Review, họ đánh giá cái trường này là nằm trong cái top các trường đại học tốt nhất trong 8 năm liên tục. Một cái điểm mạnh của trường nữa là trường có cái khu ký túc xá rất là an toàn. Tại vì cô là người đã sang thăm trường 2 lần rồi và cũng có sang trường để học. Và chúng ta thấy là ở bên đó thì ký túc xá người ta được bảo vệ các bạn rất là an toàn. Cho nên là chúng ta khi mà học ở bên đó thì cảm thấy là cuộc sống của các em là rất là thoải mái, không có phải lo lắng cái gì. Và một đặc điểm nữa là trường này rất là mạnh về các cái môn liên quan đến thể thao, vật lý và quản trị kinh doanh. Trường đã được xếp hạng, đã được kiểm định theo cái chứng chỉ là AACSB. Bởi vậy cái ngành kinh doanh của trường rất là mạnh. Khi các em học xong 1 năm tại trường Đại học Văn Lang và các em chuyển tiếp sang học tại trường Đại học Angelo State thì các em sẽ có rất là nhiều lựa chọn để các em học các cái chuyên ngành hẹp của mình. Ví dụ như là các em có thể học về ngành kinh doanh quốc tế, các em có thể học về tài chính, về ngân hàng, về kế toán, về kinh doanh quốc tế hay là về logistics v.v. Hay là tương tự như cái ngành công nghệ thông tin cũng thế, các em có thể học về là computer science hay là data v.v. Và một cái chương trình tiếp theo mà cô cũng muốn giới thiệu trong cái buổi hôm nay đó là cái mô hình liên kết 2+2 với trường đại học Inha của Hàn Quốc. Thì đối với trường đại học Inha thì trường đại học Văn Lang hợp tác về hai chuyên ngành. Thứ nhất là về ngành quản trị kinh doanh, chuyên ngành về logistics, và cái ngành thứ hai là về ngành ngôn ngữ Hàn Quốc. Thế thì các em thấy là trường đại học Inha là trường đại học top 1 của Hàn Quốc về đào tạo về logistics và nó nằm trong top 10 các trường đại học ở Hàn Quốc. Ngoài ra trường cũng là một cái nơi đào tạo ra các cái nhà startup rất là nổi tiếng ở Hàn Quốc. Bởi vậy đây cũng là một cái thế mạnh khi mà
các cô ở trường học Văn Lang đã xây dựng cái chương trình liên kết này để cho các cái bạn sinh viên có thể là tham gia vào. Thế thì khi các em học trong chương trình này, đối với cái ngành là quản trị kinh doanh chuyên ngành về Logistics, các em sẽ học 2 năm tại Đại học Văn Lang và cái ngôn ngữ học đó là tiếng Anh. Sau đó các em sẽ chuyển tiếp sang trường Inha và chúng ta lại vẫn tiếp tục học bằng tiếng Anh trong 2 năm nữa và bằng cấp là do trường Đại học Inha cấp. Còn cái ngành thứ hai đó là ngành ngôn ngữ Hàn thì các em sẽ học 2 năm ở Đại học Văn Lang và chúng ta sẽ học bằng tiếng Hàn. Sau đó các em sẽ chuyển tiếp sang trường Đại học Inha và học nốt 2 năm nữa và cũng bằng cấp là cũng do trường Đại học Inha cấp. Thế thì trên đây là cô đang giới thiệu sơ bộ về hai cái chương trình theo mô hình chuyển tiếp tại trường Đại học Văn Lang. Và lát nữa thì các bạn quan tâm hay cũng như các bậc phụ huynh mà quan tâm thì các anh các chị có thể là đặt câu hỏi. Sau đó thì cô sẽ thay mặt cho nhà trường sẽ giải đáp các cái chương trình theo mô hình chuyển tiếp này. Cô xin cảm ơn các bạn. Dạ, em xin cảm ơn các cô đã giới thiệu với các bạn tổng quan chương trình đào tạo của hai chương trình này. Và bây giờ thì em xin được phép kết nối với thầy Cường ạ. Dạ thầy Cường ơi, em được biết thầy là một người đã có từng tham gia công tác giảng dạy ở trường và đồng hành với các bạn sinh viên cũng như là thầy có thời gian học tập tại nước ngoài, thì thầy có thể chia sẻ cho các bạn là theo thầy những cái ưu điểm khi các bạn học các cái chương trình liên kết quốc tế thì sẽ là gì ạ? Dạ em mời thầy chia sẻ với các bạn thí sinh ạ. Lời đầu tiên xin cho phép mình chào gửi lời chào đến các bạn sinh viên, các bạn học sinh và quý vị phụ huynh. Thì theo như câu hỏi của các bạn thì mình xin trả lời là nếu mà trường hợp bình thường là mình sẽ đi qua nước ngoài mình học 4 năm, ví dụ ở đây là Hàn Quốc chẳng hạn, thì là bạn sẽ phải học 4 năm 9 học kỳ. Nhưng mà nếu mà mình theo học chương trình liên kết giữa Văn Lang với trường Đại học Inha thì là mình sẽ có 2 năm học ở Việt Nam và 2 năm ở Hàn Quốc, thì sẽ tiết kiệm về chi phí, ngoài ra còn tiết kiệm về thời gian. Tại vì khi mà nếu mà mình qua thẳng bên Hàn Quốc để học thì ít nhất mình phải mất 1 năm để học tiếng. Nhưng mà trong quá trình mình học ở Việt Nam thì mình vừa song song học tiếng và vừa song song học chuyên ngành được luôn. Nếu mà mình chịu khó cố gắng thì là mình có thể học tiếng một cách nhanh chóng hơn là so với các bạn qua bên Hàn ngay từ đầu. Thì đương nhiên khi mà qua bên Hàn ngay từ đầu thì các em sẽ được cái thầy cô hướng dẫn tiếng cụ thể. Nhưng mà ở Việt Nam mình cũng có cả giảng viên người Hàn và giảng viên người Việt, và các thầy cô người Việt đều tốt nghiệp ở Hàn Quốc về nên sẽ không có vấn đề và khó khăn gì cho để giúp cho các em có thể thích nghi với môi trường đại học. Và đặc biệt là khi mà học ở Văn Lang thì các em ngoài các giáo viên, đội ngũ giáo viên ra thì các em còn được học ở một môi trường, ở trong một môi trường học tập rất là hiện đại. Và tương tự như ở campus ở Hàn Quốc thì khi mà thầy học ở bên Hàn Quốc thì cái ấn tượng đầu tiên đó chính là cơ sở vật chất rất là tất cả một trường, nếu mà mình đi từ đầu trường đến cuối trường có khi mất phải 30 phút thì bây giờ nếu mà bạn nào mà mới qua thì rất là bỡ ngỡ, rồi về phong tục tập quán tất cả nếu mà mình mới qua mình rất là bỡ ngỡ. Nhưng khi mà nếu mình học trong 2 năm ở đây thì mình lại được các thầy cô chia sẻ những kinh nghiệm cũng như những cái phong tục để khi mình 2 năm mình chuyển tiếp qua thì mình đã không còn cái gì nó là bất ngờ bỡ ngỡ nữa và mình có thể hòa nhập nhanh. Thì đó là một cái ưu điểm nếu mà mình học chương trình 2+2 ở Văn Lang và Đại học Inha. Và cái kinh nghiệm của mình khi mà học thì là năm đầu tiên các bạn nên tập trung về cái tiếng để khi mà bắt đầu mình học về chuyên ngành và vào chuyên ngành cụ thể thì là lúc đó mình sẽ không phải gặp bất kỳ cái khó khăn nào. Đó chính là cái yêu cầu đầu tiên khi mà chúng ta học chương trình chuyển tiếp, để mình phải chuẩn bị cái vốn tiếng mình nó rất kỹ càng để khi mình qua bên Hàn thì mình có thể vào học được luôn và không bị bất kỳ một cái sự khó khăn nào. Đó là cái ý kiến của mình. Cảm ơn thầy Cường rất là nhiều. Các bạn thí sinh ơi, về tí nữa mà bạn nào mà muốn thầy chia sẻ thêm về cái bí kíp mình học tiếng Hàn thì các bạn cứ mạnh dạn để lại câu hỏi phía bên dưới phần bình luận các bạn nha. Và cô Thủy ơi, cô Thủy có thể chia sẻ thêm với các bạn là bên cạnh những cái ưu thế là về tiếng nè, vậy thì khi các bạn tham gia bất cứ chương trình đào tạo quốc tế nào cũng vậy thì cái ưu thế của các bạn là gì ạ? Chào các bạn. Với chương trình quốc tế đó thì mình luôn hiểu là thứ nhất á, với chương trình, tất cả các chương trình quốc tế của Đại học Văn Lang nói chung và Viện Đào tạo Quốc tế nói riêng thì cái đầu tiên á, là các bạn đang học chương trình nguyên bản của trường đối tác. Ví dụ các bạn học chương trình Newcastle hay là các bạn học chương trình Liverpool John Moore
thì các bạn đang học chương trình nguyên bản từ bên nước ngoài mang về. Điều đó có nghĩa là ở bên Anh hoặc bên Úc học như thế nào thì ở đây các bạn học y chang như vậy. Cái điều thứ hai là tiếng Anh. Hiện nay tiếng Anh là một kỹ năng mà các bạn, có những bạn mà gọi là sở đắc được cái kỹ năng này thì các bạn sẽ thấy là cái cơ hội để các bạn gia nhập. Trước mắt là mình ra trường mình gia nhập vào thị trường lao động hay là những cơ hội mở ra cho mình rất là mở rộng hoặc là tốt. Thì đó là hai cái điều kiện mà cơ bản cần và đủ mà các bạn có khi mà các bạn tham gia chương trình này. Thì trong đó có những bạn nói là cô ơi em rất muốn học chương trình đó nhưng mà cái phần của em này em hơi bị yếu tiếng Anh. Thì em phải làm sao để em sở đắc được kỹ năng này. Thì có một cái điều á, là các bạn biết á, là với sinh viên khi mà tham gia vô chương trình quốc tế thì với Viện Đào tạo Quốc tế cái năm đầu tiên các bạn đang học á, là chương trình gọi là năm Going Global. Thì cái năm đó với những bạn mà các bạn chưa tốt tiếng Anh thì các bạn sẽ học một năm những cái môn nền tảng và bổ trợ tiếng Anh cho các bạn để các bạn có thể phát triển cái kỹ năng tiếng Anh của mình để mà ít nhất khi mà các bạn bước vô năm 2 thì các bạn ít nhất tiếng Anh IELTS của các bạn là 5.5. Sau đó thì các bạn đã chúng tôi tập cho các bạn tư duy cái cách học đại học là như thế nào, bởi vì học với chương trình quốc tế với các bạn thật ra nói với các bạn là nó không có dễ đâu. Nhưng mà cái năm nhất đó là cái năm mà chúng ta gọi là bước đệm để chúng ta có thể mà tư duy cách học đại học, cách nghiên cứu học đại học cũng như là những môn nền tảng để cho các bạn biết là phải học như thế nào. Nó khác hoàn toàn khi mà các bạn học với chương trình cấp 3. Cái điều thứ hai là khi học chương trình quốc tế thì các bạn được gì? Cái điều đầu tiên á, chúng ta phải hiểu á, là khi học chương trình quốc tế các bạn sẽ được cái điều mà ai cũng tìm kiếm, đó là chúng ta có một cái bằng cấp quốc tế. Và cái bằng cấp quốc tế này nó có giá trị toàn cầu cho các bạn. Do vậy khi các bạn có thể trở thành công dân toàn cầu là một trong những cái hướng, một cái xu hướng cũng như là cái mà tất cả Gen Z hoặc là những bạn mà thậm chí là như cô Tâm, cô hay là cô Gia Hân ngồi đây, chúng ta đều hướng tới là chúng ta có thể làm việc trong những môi trường chuyên nghiệp toàn cầu. Thì khi mà chúng ta học với những cái kiến thức được cập nhật cũng như là tiếng Anh tốt thì cái việc mà gọi là gia nhập trở thành công dân toàn cầu đó nó sẽ trở thành một cái điều nó dễ dàng hơn cho mình. Đó là cái bằng cấp quốc tế. Và cái thứ ba, tại Vân Nam hiện nay chúng ta có rất là nhiều chương trình quốc tế với cái mức học phí nó phù hợp. Song song đó nhà trường cũng có những cái chính sách hỗ trợ cho các bạn để cho các bạn đỡ bị lo lắng cũng như là cái chuyện mà phân vân làm sao để học phí nó có thể là cao quá hay không, để chúng ta có học được hay không, hoặc là nó có phù hợp hay không. Thì về phía trường Đại học Vân Nam chúng tôi với các thầy cô chúng tôi có những cái hỗ trợ cho các bạn để cho các bạn có những cái phần. Ví dụ như là chúng tôi có chương trình học bổng dành cho các bạn từ phía trường Vân Nam cũng như từ phía trường đối tác hỗ trợ cho sinh viên Việt Nam. Thứ hai là những cái ưu đãi học phí dành cho sinh viên khi các bạn chọn học chương trình quốc tế. Và cái thứ ba là những cái hoạt động dành cho gọi là trải nghiệm quốc tế. Giống như cô Ngân có chia sẻ với các bạn là với sinh viên quốc tế của trường Viện Đào Quốc tế thì cái năm nhất của các bạn vào học kỳ 2 á, là trong lộ trình học thì các bạn bắt buộc có một cái chuyến gọi là field trip, gọi là tham quan trải nghiệm học tập quốc tế. Ví dụ như khóa năm sinh viên vừa rồi, khóa sinh viên năm nhất vừa rồi đi sẽ tháng 6 này các bạn sẽ đi qua Malaysia và Singapore và tất cả các sinh viên đều tham gia cái khóa đó để các bạn có cái sự trải nghiệm quốc tế để cho mình so sánh xem coi là với sinh viên quốc tế đang học ở bên Sing như thế nào và mình học ở đây như thế nào để mình có một cái sự so sánh cũng như là cái sự tiếp cận để mà xem coi là mình có khác hay không, các bạn học có khác mình hay không, các bạn được cái gì và mình được cái gì, cũng như là khi mà các bạn ra nước ngoài đó thì chúng ta sẽ thấy được thế giới hoặc là thấy được sinh viên quốc tế các bạn đang làm gì để mình về mình có thể tham gia nhiều cái hoạt động cũng như là trong cách học tập của mình. Thì đó là một trong những cái điểm mà khi mà các bạn học chương trình quốc tế các bạn sẽ gọi là hiển nhiên các bạn sẽ đạt được, có được trong các chương trình quốc tế của trường Đại học Văn Lang. Cảm ơn các bạn. Dạ, em cảm ơn phần chia sẻ của cô. Vậy thì nãy giờ các thầy cô cũng đã cung cấp cho các bạn những thông tin tổng quan nhất. Vậy thì chúng ta cứ nghĩ đơn giản, chúng ta hiểu đơn giản là mặc dù cái hình thức học của các chương trình sẽ khác nhau, có đôi chút khác nhau tùy theo tính chất đặc trưng của chương trình. Tuy nhiên, trường Đại học Văn Lang luôn lựa chọn những cái đối tác uy tín trên thế giới để có thể giúp các bạn học sinh có thể tiếp cận với những nền giáo dục tiên tiến. Cho nên là các bạn cứ an tâm nha. Mình cứ suy nghĩ xem là mình quan tâm nhóm ngành nào và chương trình nào phù hợp với mình.
thì mình lựa chọn thôi. Và lát nữa đây khi các bạn có thắc mắc chuyên sâu gì hơn về chương trình đào tạo cũng như là về học bổng nè, học phí nè, thì các bạn cứ mạnh dạn để lại câu hỏi phía bên dưới phần bình luận, thì lát nữa Gia Hân sẽ truyền tải đến các thầy cô các bạn nha. Nãy giờ chúng ta nói nhiều về các cái chương trình đào tạo, thì bây giờ em xin phép được kết nối với cô Lan để cô Lan có thể chia sẻ một số thông tin về các hoạt động sinh viên của các bạn sinh viên khi tham gia chương trình cử nhân quốc tế của trường mình, thì các bạn sẽ có những hoạt động gì thưa cô? Cảm ơn Gia Hân rất nhiều. Thân chào quý phụ huynh và các bạn học sinh thân mến. Thì các bạn sinh viên theo học chương trình quốc tế tại Viện Đào tạo Quốc tế của Trường Đại học Văn Lang sẽ được hòa nhập vào một cộng đồng hơn 40.000 sinh viên, nơi mà các bạn có thể tham gia rất nhiều hoạt động đa dạng sôi nổi của trường trong tất cả các lĩnh vực như là học thuật, văn nghệ, giao lưu, giải trí, các cuộc thi, các hoạt động thể thao, các câu lạc bộ. Như phương châm của Viện Đào tạo Quốc tế là kiến thức, trải nghiệm và trở thành phiên bản tốt hơn của bản thân. Ngoài việc cung cấp cho các bạn chương trình học tập chất lượng với tấm bằng đánh giá được đánh giá quốc tế, và như cô Nhơn Ngân và cô Thủy có chia sẻ, thì sinh viên sẽ được tham gia các hoạt động trải nghiệm quốc tế giúp cho các bạn tôi luyện bản thân, học hỏi thêm kiến thức mới từ các giảng viên sinh viên quốc tế, cũng như là tham gia các chương trình giao lưu học hỏi về các nền văn hóa giáo dục khác nhau trên thế giới thông qua 5 hoạt động chính. Thứ nhất là chương trình kiến tập thực tập trong và ngoài nước. Với mạng lưới khoảng hơn 200 đối tác trong và ngoài nước, thì Viện Đào tạo Quốc tế không ngừng cập nhật cho các bạn sinh viên các cơ hội thực tập, việc làm cũng như là kiến tập tại nước ngoài và cũng như là các cơ hội trong nước. Thứ hai là các chương trình trải nghiệm học tập ngắn hạn tại nước ngoài. Thì cũng giống như là cô Ngân với cô Thủy có chia sẻ, thì chương trình có tên gọi là Going Global Study Tour. Đây là chuyến đi bắt buộc nằm trong chương trình học của các bạn sinh viên Viện Đào tạo Quốc tế vào cuối năm nhất của chương trình. Thì chương trình cho phép các bạn tham gia các buổi huấn luyện kỹ năng tại trường đại học quốc tế, tham quan công ty tại nước ngoài và cũng như là tìm hiểu các nền văn hóa, cái danh lam thắng cảnh tại nước sở tại. Mỗi năm thì trường sẽ chọn một điểm đến phù hợp cho sinh viên. Trong năm nay thì như cô Ngân và cô Thủy có chia sẻ, các bạn Viện Đào tạo Quốc tế sẽ được tham gia Going Global Study Tour tại Singapore và Malaysia. Thứ ba là chương trình trao đổi sinh viên và cơ hội chuyển tiếp qua trường đại học đối tác vào năm cuối. Sau năm 2 của chương trình thì các bạn sinh viên có thể chọn học 1 đến 2 học kỳ tại trường đối tác Liverpool Jomon hoặc là Newcastle và được công nhận tín chỉ trong chương trình học. Và bên cạnh đó thì các bạn sẽ có một cái lựa chọn tiếp theo là vào cuối năm, vào năm cuối các bạn có thể chọn học chuyển tiếp chương trình bên trường đại học đối tác và để hoàn thành chương trình học và nhận được tấm bằng do trường đại học đối tác cấp. Thì thứ tư là chương trình du học hè ngắn hạn tại các trường đối tác trên thế giới. Ví dụ như là chương trình học hè tại Đài Loan, tại Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Hà Lan, Pháp, Phần Lan, v.v. Thứ năm là các cuộc thi quốc tế như cuộc thi Hùng biện quốc tế IDBay. Trong năm 2021 thì cuộc thi IDBay đã được quy tụ hơn 200 sinh viên trong và ngoài nước. Thì đây cũng là một sân chơi không những giúp các bạn tranh tài cùng sinh viên đến từ khắp nơi trên thế giới, mà còn là nơi các bạn sinh viên học hỏi, trao dồi kiến thức cũng như là kỹ năng của bản thân. Như vậy, khi tham gia chương trình quốc tế tại Viện Đào tạo Quốc tế thì các bạn sinh viên không những được thụ hưởng chương trình học tập chất lượng, có được tấm bằng danh giá, mà các bạn còn có thể được trải nghiệm quốc tế đa dạng, giúp cho các bạn rèn luyện bản thân trong môi trường quốc tế và từ đó các bạn trở thành phiên bản tốt hơn của bản thân, giúp cho các bạn hội nhập vào thế giới việc làm không ngừng biến đổi. Em cảm ơn những chia sẻ của cô ạ. Và Gia Hân được biết là đối với các chương trình trao đổi sinh viên thì không chỉ các bạn sinh viên của chương trình cử nhân quốc tế của Viện Đào tạo Quốc tế mới có thể có cơ hội tham gia đâu các bạn nha. Khi các bạn là sinh viên Văn Lang nhưng các bạn đạt đầy đủ các cái yêu cầu về điểm học tập cũng như là trình độ tiếng Anh thì các bạn vẫn có thể đăng ký tham gia, cho nên là rất là nhiều cơ hội cho các bạn thí sinh đang quan tâm đến các chương trình như vậy. Và em được biết là ở phòng đối ngoại của Trường Đại học Văn Lang cũng có rất là nhiều các cái chương trình trao đổi sinh viên, thì em xin phép được mời cô Tâm sẽ giới thiệu thêm để các bạn có thêm nhiều sự lựa chọn về chương trình trao đổi sinh viên ạ. Rồi, cảm ơn cô Hân và chào các em. Thế thì ban nãy cô cũng đã giới thiệu về các cái chương trình đào tạo quốc tế theo mô hình chuyển tiếp. Thế thì bây giờ cô sẽ giới thiệu một số các cái chương trình trao đổi sinh viên để dành cho tất cả các bạn là sinh viên của Trường Đại học Văn Lang. Thế các em thấy là ở trường thì rất là nhiều ngành, nhiều khoa, và hiện nay thì Trường Đại học Văn Lang đến thời điểm này là có rất là nhiều các cái chương trình chuyển tiếp, chương trình trao đổi sinh viên dành cho sinh viên của tất cả các khoa.
Cô lấy ví dụ như một số chương trình để các em có thể tìm hiểu thông tin. Ví dụ như là cái chương trình Unify Master Program với cả Viện Công nghệ Châu Á AIT. Thì ví dụ như là các bạn khi mà học hết học kỳ 1 năm thứ 4 của một số khoa trường học Văn Lang thì cũng có điều kiện để chuyển tiếp sang AIT để học và được lấy cái bằng Master ở bên đó. Và tất nhiên là khi các em chuyển tiếp sang các chương trình này thì các em được hưởng rất là nhiều các cái ưu đãi như là học bổng hay là những các cái việc công nhận tín chỉ. Ngoài ra còn có các chương trình trao đổi, ví dụ như là với một số trường đại học top 1% đang nằm tại New Zealand, ví dụ như là trường Waikato hay là trường Victoria University of Wellington. Ngoài ra thì ở Úc thì cũng có một số trường các em cũng có thể trao đổi, ví dụ như trường Deakin hay là ví dụ như trường University of South in Australia, trường đại học Nam Úc, và một số các chương trình của Mỹ nữa. Cô lấy ví dụ như là ở khoa truyền thông thì hiện nay là đang có hai cái chương trình chuyển tiếp dành cho sinh viên của khoa, đó là chương trình thứ nhất là đối với trường học Drew University của Hoa Kỳ và chương trình thứ hai là đối với trường học The University of Waikato ở New Zealand. Thì đấy là hai cái chương trình rất rất là nổi trội của khoa PR. Ngoài ra những khoa như là khoa du lịch thì cũng có một số các chương trình trao đổi sinh viên với các trường học như ở Đài Loan hay là ở Ý hay là ở Thụy Sĩ. Rồi tiếp theo là các cái khoa như là khoa tài chính ngân hàng hay là khoa cơ khí hay là khoa công nghệ ô tô vân vân, thì cũng sẽ có rất là nhiều các cái chương trình chuyển tiếp sang các cái nước như ở Đài Loan hay là Hàn Quốc để cho tất cả các bạn sinh viên của Văn Lang. Và tất nhiên là khi các em tham gia các chương trình này, các em cũng sẽ được nhận được rất là nhiều các cái ưu đãi. Cô lấy ví dụ như là về học bổng. Tuy nhiên chỉ có một vấn đề mà các em phải phấn đấu, đó là về ngôn ngữ. Tại vì khi mà mình chuyển tiếp sang các trường như thế này thì các em không thể nào học bằng tiếng Việt mà sẽ có các cái ngôn ngữ của các nước sở tại người ta yêu cầu. Cô lấy ví dụ như sang Đài Loan thì có một số chương trình học bằng tiếng Anh hay là một số chương trình học bằng tiếng Trung Quốc, hay là còn sang Hàn Quốc thì có thể là các chương trình bằng tiếng Anh hoặc là tiếng Hàn Quốc. Thì tóm lại là tất cả các cái chương trình chuyển tiếp hay chương trình trao đổi sinh viên dành cho toàn bộ sinh viên của Văn Lang sẽ do phòng quan hệ đối ngoại phụ trách. Và sau này các em khi chúng ta đã trở thành sinh viên của Văn Lang thì các em sẽ đến liên hệ với phòng cô và các em sẽ được tư vấn rất là chi tiết các cái thông tin, và sau đó là mình có thể là mình chuẩn bị cái hành trang cho mình để có thể là có được một cái học kỳ trải nghiệm hoặc là một cái năm học được chuyển tiếp sang các cái trường đối tác. Và cô cảm ơn các em. Dạ, em cảm ơn phần chia sẻ thông tin của cô Tâm ạ. Nãy giờ chúng ta gặp gỡ các thầy cô rất là nhiều, thì bây giờ Dạ Hồng muốn kết nối với bạn Minh Trí để Minh Trí chia sẻ đến các bạn thí sinh đang tham gia chương trình. Trí ơi, Trí có thể chia sẻ cho mọi người được biết là vì sao em lại chọn chương trình liên kết với trường đại học Victoria của Úc và tại Văn Lang được không em? Và chị được biết là em là một trong những sinh viên vừa đạt học bổng 20% của trường đại học Victoria. Thì nhân cái tin vui này thì mời Trí có thể chia sẻ luôn về những cái trải nghiệm của mình khi học tập tại trường đại học Văn Lang. Xin mời em. Dạ, dạ được. Lời đầu tiên em xin chào quý thầy cô và các bạn. Hiện tại thì cảm xúc của em rất là vui khi và hứng khởi khi đạt khi hoàn thành được 2 năm tại chương trình chuyển tiếp tại Đại học Văn Lang và đạt được điểm IELTS như mình mong muốn. Và qua đó thì em được nhận được học bổng 20% từ Đại học Victoria Melbourne Úc. Với học bổng 20% này sẽ giúp em tiết kiệm được một khoản chi phí học tập tại Úc. Để đạt được điều này thì không thể kể đến sự giảng dạy tâm huyết của giảng viên và sự hỗ trợ rất nhiệt tình của các thầy cô, đơn vị chức năng, bạn bè trong trường. Dù có thời điểm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid, sinh viên đã quen với học trực tiếp nhưng phải chuyển sang hình thức học trực tuyến. Nhưng điều này không thể giới hạn những nỗ lực của các thầy cô và quyết tâm của tụi em. Sau khi hoàn thành được một nửa chặng đường tại Đại học Văn Lang thì em cảm thấy quyết định lựa chọn chương trình đào tạo quốc tế theo mô hình chuyển tiếp tại trường Đại học Văn Lang là một quyết định vô cùng đúng đắn. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông thì em có những đắn đo giữa các lựa chọn là vào đại học và mong muốn của em là được học tập tại nước ngoài. Tuy nhiên thì gia đình em có những băn khoăn khi vừa mới tốt nghiệp xong 12, chưa có nhiều sự chuẩn bị mà lại đi du học ngay thì sẽ không thể thích nghi được với môi trường nước ngoài một cách tốt nhất. Mà may sao thì qua việc theo dõi trang thông tin của trường thì em đã biết đến chương trình liên kết giữa trường Đại học Văn Lang và Đại học Victoria. Và đây là sự lựa chọn tối ưu dành cho các bạn muốn sang các quốc gia khác trải nghiệm môi trường quốc tế, đồng thời muốn có thêm trải nghiệm nền giáo dục tại Việt Nam và đặc biệt có thể tiết kiệm một khoản chi phí lớn khi học tại Việt Nam thay vì dành toàn bộ thời gian 4 năm học tại nước ngoài. Còn về những điểm ấn tượng của em khi học tại trường Đại học Văn Lang thì đầu tiên em thực sự ấn tượng với môi trường học tập tại trường Đại học Văn Lang.
Hình như là môi trường đầu tiên tại Việt Nam đạt được QS Star 4 sao ngay trong lần kiểm định đầu tiên, không chỉ đạt chuẩn quốc tế về cơ sở như phòng học, thư viện, hồ bơi hay là sân thi đấu đa năng, mà còn về cả chất lượng các hoạt động hội nhóm và hỗ trợ sinh viên. Còn về phần học tập, trường Đại học Văn Lang đã dành rất nhiều thời gian cho em để trau dồi trình độ ngôn ngữ. Đây cũng là bước đệm để em tự tin hơn và là hành trang cho em chuẩn bị học tại môi trường nước ngoài sắp tới. Một số môn học trọng tâm của em được học tại trường Đại học Văn Lang như là Business Statistics, Principle of Marketing and Monetary and Finance, cũng là những môn học rất quan trọng ở giai đoạn đầu của chương trình. Các thầy cô tại trường luôn hỗ trợ vấn đề học tập và hoạt động cũng như trong quá trình chuẩn bị hồ sơ chuyển tiếp để em có thể chuyên tâm vào việc học của mình. Và đặc biệt hơn là quá trình học tại trường đại học tại chương trình đào tạo quốc tế theo mô hình chuyển tiếp đã giúp em và các bạn tiếp thu được những kiến thức mang tầm quốc tế từ các trường đại học đối tác với đa dạng ngành học để em có thể lựa chọn. Hơn thế nữa là chúng em còn phát triển các kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm cho một công dân toàn cầu khi tại giai đoạn 2 em được chuyển sang các quốc gia hàng đầu trên thế giới để có sự trải nghiệm đa dạng phong phú hơn. Bên cạnh đó thì em sẽ nhận được bằng cử nhân quốc tế do trường đối tác cấp, một tấm bằng có giá trị toàn cầu giúp tăng khả năng cạnh tranh của em trên thị trường lao động hiện tại với một nguồn nhân lực chất lượng cao. Và cuối cùng thì đây là cơ hội cho em được giao lưu với các bạn quốc tế, nâng cao khả năng ngôn ngữ và rèn luyện bản thân. Và em tự tin rằng tấm bằng cử nhân quốc tế sẽ là cánh cổng mở ra cho những cơ hội thành công trong tương lai của em sau này. Em cảm ơn. Cảm ơn những chia sẻ về câu chuyện của mình của bạn Trí. Và lát nữa các bạn có muốn hỏi, đặt câu hỏi cho bạn Trí thì các bạn cũng cứ mạnh dạn để lại với phần bình luận các bạn nha. Và bây giờ đúng như tên gọi của chương trình là Văn Lang Q&A, Gia Hân xin phép được truyền tải những câu hỏi mà nãy giờ các bạn đã gửi về chương trình để các thầy cô có thể giúp các bạn giải đáp các bạn nha. Dạ, đầu tiên thì em có thấy câu hỏi của các bạn gửi về lúc đầu giờ khi mà cô Ngân có tư vấn về học kỳ Going Global ấy ạ. Thì bạn Ánh Tuyết có hỏi là em muốn biết thêm học kỳ Going Global là gì ạ? Em có phải đóng thêm chi phí khi học chương trình này không? Dạ em mời cô Ngân ạ. Dạ, câu hỏi của Ánh Tuyết. Cái năm nhất của mình là năm Going Global, các bạn sẽ học tất cả là tối đa là 5 level tiếng Anh. Đối với những bạn nào chưa có tiếng Anh IELTS 5.5 thì các bạn sẽ được học tối đa là 5 level tiếng Anh để bổ sung cái ngôn ngữ của mình. Và song song đó là các bạn sẽ học 5 môn, bao gồm có môn Managing Event là quản trị sự kiện nè, rồi nhập môn kế toán nè, cái thứ ba nữa là môn quản trị marketing nè, cái thứ tư nữa là môn về Business Communication, dịch nôm na là quản trị giao tiếp. Kinh doanh, giao tiếp kinh doanh, các bạn sẽ học về kỹ năng viết, kỹ năng thuyết trình. Và cái môn thứ năm là các bạn sẽ học về môn Cultural Diversity, là môn đa văn hóa. Thì cái môn đa văn hóa này các bạn sẽ học 1 phần 3 thời lượng lý thuyết tại Việt Nam và 2 phần 3 thời lượng lý thuyết, 2 phần 3 thời lượng là ở nước ngoài trong cái chuyến đi Quen Global Tour, tour mà cô Lan có chia sẻ lúc đầu. Thì học phí của toàn năm nhất của mình sẽ là, của năm môn này sẽ là 80 triệu. Dạ, cô xin hết. Dạ, em cảm ơn cô rất là nhiều. Và các bạn ơi, nãy giờ Gia Hân cũng thấy các bạn đặt rất là nhiều câu hỏi phía bên dưới rồi. Các bạn cứ yên tâm là nếu trong buổi livestream ngày hôm nay các thầy cô không thể giải đáp hết câu hỏi của mình thì vẫn có đội ngũ các anh chị tư vấn viên sẽ giúp các bạn giải đáp, cho nên mấy bạn đừng có ngại nha. Mình để lại thật nhiều câu hỏi phía bên dưới các bạn ha. Và tiếp theo thì em có thấy câu hỏi của bạn tên Facebook là Cư Sơn. Bạn hỏi là em có nhu cầu học chuyển tiếp tiếng Hàn thì điều kiện có cần chứng chỉ tiếng Hàn nào không? Dạ câu này em xin mời thầy Cường ạ. Dạ em thầy Cường có thể giúp bạn hiểu hơn về vấn đề học chuyển tiếp ạ. Dạ. Xin chào bạn Cư Sơn. Về câu hỏi của bạn thì mình có cái ý kiến như thế này. Về vấn đề học chuyển tiếp có nghĩa là bạn đang học ở Việt Nam xong bạn chuyển qua Hàn Quốc, hay là mình học chương trình liên kết ngay từ đầu. Nếu mà bạn đang học ở Việt Nam và mình có mong muốn chuyển tiếp qua Hàn Quốc thì tùy theo cái ngành học của bạn mà sẽ cần có chứng chỉ tiếng Hàn hay không. Ví dụ bạn học những cái chuyên ngành về
ví dụ quản trị kinh doanh hay là kinh tế thì các bạn có thể học bằng tiếng Anh, nhưng đối với những cái ngành mà về ngôn ngữ tiếng Hàn hay là ngôn ngữ văn hóa Hàn Quốc vân vân thì là phải yêu cầu bắt buộc phải có chứng chỉ tiếng Hàn. Thì ở ở về trình độ chứng chỉ tiếng Hàn thì nó sẽ có 6 bậc: cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4, cấp 5, cấp 6, và cấp 6 là cấp mà cao nhất, thì cái đó là cao cấp. Thì nếu mà bạn học chương trình liên kết đào tạo giữa trường Đại học Văn Lang với Đại học Inha thì trong 2 năm khi bạn học ở Đại học Văn Lang thì bạn sẽ được các thầy cô dạy dỗ cho mình cái phần tiếng, để khi các bạn chuyển tiếp qua Đại học Inha thì lúc đó các bạn ít nhất cũng được tốt bích 5 hoặc là trình độ năng lực tiếng Hàn cấp 5 hoặc cấp 6, để khi các bạn chuyển tiếp qua các bạn có khả năng học được với trực tiếp với các giảng viên người Hàn nói chung và với các bạn sinh viên của nước ngoài cũng như của Hàn Quốc luôn. Mình có thể khả năng tự tin là mình học chung với các bạn Hàn Quốc mà không gặp vấn đề khó khăn. Nên nếu có còn bất kỳ câu hỏi thắc mắc nào thì bạn cũng có thể nhắn tin vào và mình sẽ trả lời cho bạn. Cảm ơn các bạn. À, em cảm ơn thầy Cường rất là nhiều ạ. Và cô Tâm ơi, cũng có nhiều bạn trăn trở khi mà lựa chọn những cái nhóm ngành về ngôn ngữ á, là bạn nói là ví dụ bạn không biết tiếng Hàn thì bạn có thể theo học ngành ngôn ngữ Hàn được hay không, thì em nhờ cô cung cấp thông tin ạ. Rồi, cảm ơn cô Hân. Thì cô cũng muốn giải thích một chút về cái chương trình đào tạo quốc tế theo mô hình chuyển tiếp về chuyên ngành là ngôn ngữ Hàn Quốc. Thì các bạn thấy là đây là ngành ngôn ngữ Hàn Quốc, cho nên cái thời gian các em học 2 năm tại trường học Văn Lang thì chúng ta sẽ được học các cái môn liên quan đến thực hành tiếng Hàn và các cái môn chuyên môn. Do đó thì toàn bộ cái thời gian học tại trường Đại học Văn Lang là các em sẽ học bằng tiếng Hàn Quốc, và khi kết thúc cái giai đoạn 2 năm tại trường Đại học Văn Lang và các em chuyển tiếp sang trường Đại học Inha để tiếp tục học cái chuyên ngành này thì yêu cầu là topic tối thiểu là topic 4. Và sau đó thì khi các em có đầy đủ các yếu tố về mặt ngôn ngữ, đó là tiếng Hàn, topic 4, và các em hoàn thành đầy đủ tất cả các môn học trong 2 năm tại trường Đại học Văn Lang thì các em đủ điều kiện để chuyển tiếp sang trường Đại học Inha và học tiếp 2 cái năm chuyên môn còn lại của cái chuyên ngành là ngôn ngữ Hàn Quốc, và các em sẽ được lấy bằng do trường Đại học Inha cấp. Dạ, em cảm ơn thông tin của cô ạ. Và ở đây thì em thấy bạn Lily có đặt câu hỏi cho Viện Đào tạo Quốc tế ạ. Bạn hỏi là: chào thầy cô, em muốn học cử nhân quốc tế ngành Digital Marketing thì xét tuyển như thế nào? Với câu này thì em xin mời cô Thủy ạ. Chào các bạn. Với chương trình quốc tế đó thì với cái điều kiện xét tuyển dành cho các bạn, chúng ta chỉ có 2 điều kiện cơ bản. Thứ nhất là các bạn tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc là tương đương. Cái thứ hai là chúng ta có chứng chỉ tiếng Anh đâu đó là IELTS 5.5 hoặc là những chứng chỉ tương đương với IELTS 5.5. Thì ở đây với các bạn mà gọi là tốt nghiệp trung học phổ thông tương đương á, thì hiện nay á, với chương trình quốc tế thì có khá nhiều những bạn trung học học phổ thông hệ quốc tế, ví dụ như là hệ Úc, hệ Mỹ, hệ Anh, thì các bạn cũng có thể đăng ký để mà xét tuyển. Ngoài những cái bạn các bạn học sinh đang học các chương trình trung học phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cái thứ hai nữa là có những bạn nói là: cô ơi, em có học chương trình tiếng Anh nhưng mà em chưa có chứng chỉ IELTS thì phải như thế nào? Thì với Viện Đào tạo Quốc tế thì chúng tôi có, nếu như các bạn ở trong cái trường hợp đó các bạn chưa có chứng chỉ thì các bạn đăng ký để mà kiểm tra tiếng Anh đầu vào. Thì tùy theo cái kết quả đó thì các bạn sẽ được xếp lớp học phù hợp. Cái vấn đề thứ hai đó là về học phí. Thì với chương trình cử nhân quốc tế của ngành Digital của Đại học Liverpool John Moore của Vương quốc Anh thì hiện nay chúng tôi đang xét tuyển 2 ngành, một là Digital Marketing và ngành quản trị sự kiện. 2 ngành này chúng tôi có học phí giống nhau. Chúng tôi chia ra làm 2 loại. Một là học phí của năm nhất như cô Ngân đã giới thiệu với các bạn, là các bạn sẽ học 5 môn và tiếng Anh nếu có. Thì với 5 môn của Win Global các bạn đang đóng là 80 triệu một năm. Thì cái học phí đó, nó cái môn học thứ 5 đó là có cái môn mà gọi là field trip đi qua bên nước ngoài, gọi là study tour đó. Thì cái học phí đó nó bao gồm luôn cả luôn cái học phần mà các bạn đi qua nước ngoài học. Là nó là một môn học các bạn, cho nên là đó là chính vì nó là một môn học và nó trong lộ trình học, cho nên là các bạn, những bạn học chương trình quốc tế của Viện Đào tạo Quốc tế, các bạn sẽ phải tham gia cái chương trình đó. Cái thứ hai là học phí của năm 2, năm 3, năm 4. Thì cái học phí cho 3 năm học này của 2 ngành Digital Marketing và ngành quản trị sự kiện là học phí bằng nhau. Có nghĩa là 106 triệu rưỡi trong 1 năm học, và các bạn sẽ đóng học phí theo từng học kỳ. Chúng tôi chia ra 1 năm thì có 2 học kỳ. Và
Đó là cái học phí mà dành cho cái khóa của năm 2022, và cái học phí đó là cái học phí xét cho 4 năm học tập và không thay đổi. Cảm ơn các bạn. Dạ, em xin cảm ơn cô Thủy ạ. Vậy thì em không biết là mình đang bàn về câu chuyện là làm thế nào để xét tuyển, thì chắc là em cũng mời cô Tâm chia sẻ thêm với các bạn là cách để mình có thể nộp hồ sơ vào chương trình chuyển tiếp thì như thế nào ạ. Rồi, cảm ơn cô Hân. Thế thì đây cũng là một cái câu hỏi mà tất cả quý vị phụ huynh cũng như các em thí sinh đều quan tâm, tại vì các em cũng rất là muốn học chương trình quốc tế nhưng các em không biết là điều kiện xét tuyển như thế nào. Thì ở đây cô muốn giải thích một chút, giải thích rõ thêm một chút. Đó là cái điều kiện xét tuyển cho các cái chương trình đào tạo quốc tế theo như cái quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo yêu cầu thì có hai yếu tố. Thứ nhất là các em bắt buộc phải tốt nghiệp trung học phổ thông. Cái yếu tố thứ hai là các em bắt buộc phải đạt được cái trình độ năng lực về ngoại ngữ tối thiểu. Cô lấy ví dụ như là nếu như các em học bằng các chương trình bằng tiếng Anh thì các em phải đạt cái trình độ tiếng Anh là tương đương B2, tức là bậc 4/6 theo như cái khung đánh giá VSTEP của Việt Nam, hoặc là IELTS 5.5 hoặc là tương đương. Cho nên là cái điều kiện ngôn ngữ cũng rất là khá là quan trọng. Nếu như bạn nào mà chưa có chứng chỉ IELTS hoặc là chưa có các chứng chỉ ngoại ngữ tương đương thì các bạn sẽ ví dụ như là trong cái chương trình đào tạo quốc tế mà học toàn bộ tại Việt Nam, tại Viện Đào tạo Quốc tế triển khai, thì các em sẽ học cái chương trình Going Global, hay là trong các cái chương trình đào tạo quốc tế theo mô hình chuyển tiếp thì cũng sẽ có cái giai đoạn ngôn ngữ để các em sẽ tham gia vào đó nếu như em nào chưa có đủ cái chứng chỉ tiếng Anh. Sau khi các em tham gia các cái giai đoạn ngôn ngữ như thế này rồi thì tùy vào cái năng lực và trình độ của mình sẽ làm một cái bài thi. Cô lấy ví dụ như là nếu bạn nào thi theo cái chứng chỉ VSTEP thì trường đại học Văn Lang cũng là một trong các trường đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép tổ chức cái kỳ thi này, thì các em có thể tham gia cái kỳ thi này, hoặc là các em có thể tham gia các cái kỳ thi năng lực tiếng Anh quốc tế như là IELTS hoặc là TOEFL, và làm sao đó điểm của em phải tương đương, cô lấy ví dụ như IELTS là 5.5, thì như vậy các em đã đủ điều kiện để vào học tập trong giai đoạn chính khóa của các chương trình đào tạo quốc tế theo mô hình chuyển tiếp tại trường Đại học Văn Lang. Dạ, em cảm ơn những chia sẻ của quý thầy cô rất là nhiều để giúp cho các bạn có thêm nhiều thông tin. Và bây giờ Gia Hân xin phép được truyền tải những câu hỏi tiếp theo mà các bạn vừa gửi về chương trình. Ở đây thì bạn có một bạn đặt câu hỏi cho Trí. Xin phép được kết nối với bạn Trí ạ. Bạn hỏi là anh Trí có thể chia sẻ cho em bí quyết học tiếng Anh của mình được không? Và làm sao để có thể đạt điểm IELTS tốt vậy anh? Mời em. Dạ, thực sự thì để đạt được điểm IELTS của em thì để nó khó thì không hẳn là khó, mà dễ cũng không hẳn là dễ. Em nghĩ điều mà cần nhất là có lẽ là sự quyết tâm và kiên trì để follow theo con đường học IELTS để thi, để có được kết quả. Đối với em thì khi em phải dậy sớm để học bài nghe và làm luôn cả bài nói cho từng skill của bài thi IELTS. Nhưng mà còn về phần viết và phần speaking thì trong speaking thì em có tìm một bạn cùng học chung với nhau để cùng giữ tiến độ cho nhau và luôn nhắc nhau mỗi ngày, và cũng như là áp dụng các phương thức học tập nhanh như là space repetition để có thể là vừa ôn mà vừa ôn kiến thức mà vừa học luôn cả kiến thức. Và cũng như thì em có áp dụng thêm các phương pháp hỗ trợ như là học qua flashcard để tiết kiệm bớt thời gian phải học từ vựng mà không cần phải nhồi nhét. Nếu có khả năng chi trả thì em nghĩ là có thể tìm một giáo viên tiếng Anh nào đó để có thể nhận xét và đưa ra đánh giá với những lỗi sai của mình, ví dụ như trong speaking và writing. Dạ, em cảm ơn ạ. Cảm ơn những chia sẻ của Trí, đó là góc nhìn của bạn Trí. Vậy thì em xin được phép kết nối thêm với cô Ngân, một người đã trực tiếp giảng dạy rất là nhiều bạn quan tâm đến vấn đề học tiếng Anh, thì cô có lời khuyên nào cho các bạn học sinh phổ thông để các bạn có thể cải thiện cái tiếng Anh của mình để tự tin theo học các chương trình đào tạo quốc tế được không ạ? Em mời cô. Cảm ơn Gia Hân. Và đúng như là Gia Hân mới vừa chia sẻ, và cũng giống như cô Tâm, cô Thủy hay là Trí vừa chia sẻ, thì tiếng Anh là một trong những cái rào cản mà nếu như mà không có nó thì mình sẽ không có học các chương trình quốc tế được, cũng không có đi du học, cũng không có đi chuyển tiếp học được. Vậy thì bây giờ sẽ có ba cái nội dung mà
cô nghĩ là có thể giúp cho các em được. Thứ nhất là những cái chương trình đào tạo chính quy, thì ví dụ như ở viện đào tạo quốc tế thì mình sẽ có 5 level đào tạo tiếng Anh. Thì các em mới vừa vào chương trình, các em chưa thi IELTS bao giờ, thì viện sẽ tổ chức kiểm tra tiếng Anh cho các em và xếp lớp cho các em theo trình độ hiện tại. Và thông qua những cái level training tiếng Anh thì cái kỹ năng nghe, nói, đọc, viết của mình sẽ được cải thiện. Đó là cái chương trình đào tạo chính quy. Ngoài ra thì trường Đại học Văn Lang cũng có viện ngôn ngữ, cũng có khoa ngoại ngữ. Thì tất cả những cái viện và khoa này cũng hỗ trợ các em trong quá trình nâng cao cái kỹ năng tiếng Anh của mình. Thì đây là cái chương trình đào tạo chính quy. Cái thứ hai đó là cái khái niệm practice make perfect. Có nghĩa là mình càng dùng nhiều, mình càng nói nhiều, mình càng viết nhiều, mình càng thuyết trình nhiều, thì cái năng lực ngoại ngữ của mình sẽ tăng. Thì không những là ở viện đào tạo quốc tế mà ở trong cái ngôi trường Đại học Văn Lang thì chúng ta có thể thấy được rất là nhiều thầy cô đến từ các nước như là Anh, Mỹ, Philippines, Malaysia hay là Singapore. Thì tất cả những người thầy, những người cô này sẽ là những cái ví dụ di động như là movable object giúp cho các em có thể thực hành nói tiếng Anh với họ. Và cái thứ ba là như cô cũng như là cô Lan đã chia sẻ, thì cái việc tổ chức những cái chương trình trao đổi ngắn hạn cho các em, để các em đi qua những cái nước lân cận như Hàn Quốc, Đài Loan hay là Malaysia, Singapore, là những cái phương pháp để đặt để em vào trong một cái ngôi trường cụ thể để các em có thể thực hành dùng tiếng Anh của mình trao đổi với các bạn sinh viên của các trường, các nước khác nhau. Và từ những cái lần luyện tập như vậy mà cái năng lực ngoại ngữ của mình nó cũng sẽ tự nhiên được nâng cao. Nhưng cô đồng ý với Trí hoàn toàn, quá trình học tiếng Anh là quá trình mà các em phải có một cái mục tiêu rõ ràng, có cái sự rèn luyện và có một cái sự kiên trì, cái sự cố gắng. Và học với bạn bè, học với nhóm thì sẽ giúp cho mình có nhiều động lực để vượt qua một cái rào cản này. Dạ, em cảm ơn phần chia sẻ của cô Ngân cũng như là Trí, và hy vọng rằng các bạn nào mà chúng ta yêu thích chương trình đào tạo quốc tế thì chúng ta sẽ có thêm cảm hứng để mình nỗ lực học tiếng Anh tốt hơn các bạn nha. Ở đây thì em có thấy bạn đặt câu hỏi là điều kiện để tham gia chương trình trao đổi là gì ạ? Với câu hỏi này em xin được kết nối với cô Lan ạ. Cảm ơn câu hỏi của bạn sinh viên. Thì để tham gia chương trình trao đổi sinh viên thì các bạn sinh viên trước hết là phải cần đạt được yêu cầu là bạn là sinh viên từ năm 2 trở đi, và bạn đạt được yêu cầu về tiếng Anh và điểm trung bình học tập của trường đại học đối tác yêu cầu. Thì đối với từng trường đại học đối tác thì họ sẽ có yêu cầu khác nhau về trình độ tiếng Anh và cũng như là điểm trung bình học tập. Tuy nhiên thông thường thì các trường đại học đối tác sẽ yêu cầu là tiếng Anh IELTS 5.5 và điểm trung bình học tập là từ 3.4 trên thang 4. Cảm ơn Giang Hân và bạn. Dạ, em cảm ơn cô Lan rất là nhiều ạ. Ở đây thì các bạn cũng đang loay hoay quan tâm đến vấn đề học ngoại ngữ đó ạ. Em xin phép được kết nối với thầy Cường ạ. Bạn có hỏi là em chưa học tiếng Hàn bao giờ, vậy em nên bắt đầu như thế nào ạ? Và nếu mình chưa học chữ tượng hình thì học có khó hay không? Với kinh nghiệm của mình thì em nhờ thầy Cường sẽ cho lời khuyên đến các bạn ạ. Chào em, đây cũng là một câu hỏi mà thầy gặp rất là nhiều, kể cả những bạn học mới vào năm nhất của ngành ngôn ngữ Hàn hoặc là ngành Hàn Quốc học ở Đại học Văn Lang. Thì theo thầy, kinh nghiệm của thầy á, khi mà các em chưa biết bất cứ một cái gì hết về chữ cái, về phát âm, về từ vựng vân vân, thì các thầy cô hay nói đùa là sẽ dễ dàng dạy hơn là so với các em đã học một ít ở bên ngoài. Tại vì khi mà mình học ở bên ngoài thì chưa chắc những cái kiến thức mình học được nó đã đúng. Tại vì mình hay học ở trung tâm thì có những bạn học đúng, với những bạn học chưa chính xác. Thì khi mà vào trong môi trường ở đại học thì thầy cô sẽ hướng dẫn cho bạn ngay từ đầu, ngay từ những cái mà mình chưa có biết. Ví dụ như về chữ này đọc như thế nào, chữ kia đọc như thế nào, nét thẳng, nét nào, nét ngang, thì thầy cô sẽ dạy ngay từ đầu, các bạn không phải lo hết. Và đối với những bạn mà chưa học thì có khi lại chưa học tiếng Hàn, chưa biết qua tiếng Hàn, nhưng mà khi bắt đầu học có thể là chậm hơn so với những bạn đã từng học qua một vài buổi tiếng Hàn. Nhưng khi mà đã quen với cái tốc độ dạy học rồi thì là các bạn sẽ học nhanh hơn những bạn biết tiếng Hàn. Thì đó là những cái gì mà thầy chia sẻ với các em. Nên khi mà mới bắt đầu học, các em không phải lo lắng vấn đề gì hết, mình sẽ học ngay từ những bước đầu tiên, những bước cơ bản nhất. Nên các em cứ tự tin mà mình đăng ký học. Cảm ơn các em.
Dạ, thầy ơi, vậy thầy chia sẻ thêm với các bạn cái bí kíp làm sao để mình học tiếng Hàn được với thầy. Tại vì thật ra có rất là nhiều bạn yêu thích tiếng Hàn nhưng mà ở chương trình học phổ thông thì cũng còn rất là ít trường dạy tiếng Hàn. Vậy thì em nhờ thầy chia sẻ thêm cái ý này nữa ạ. Thật ra mình cũng đã từng dạy ở trường phổ thông theo cái chương trình của Bộ Giáo dục Hàn Quốc về phổ cập tiếng Hàn cho các bạn ở trường phổ thông. Thì thật ra ở phổ thông thì các bạn học theo kiểu là mình học giống như một cái ngoại ngữ hai, học để cho vui. Tại vì sao? Vì các em thích idol Hàn Quốc, rồi thích về văn hóa Hàn Quốc thì các em thấy tò mò các em học thôi. Lúc đó các em chưa xác định rõ mục tiêu của các em học để làm gì sau này. Nhưng khi mà bước chân vào trường đại học mà các em chọn chuyên ngành ngôn ngữ hay tiếng Hàn, hoặc là Hàn Quốc học ở Văn Lang, hay là chương trình liên kết, thì lúc đó các em đã xác định trong 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 đầu mình là học để sau này đi ra, để đi làm, có thu nhập nuôi sống bản thân và cũng như gia đình. Thì lúc này các em sẽ có một cái động lực là bắt buộc phải học. Còn nữa, có nhiều bạn, tại vì các bạn đang học ở trường phổ thông thì các bạn chưa có một cái động lực cụ thể, chưa có một mục tiêu cụ thể, nên các bạn vẫn còn hơi mơ hồ. Nên chính vì vậy mà khi mà các bạn học vào học ở, ở trong trường đại học thì các thầy cô sẽ hướng dẫn cho các bạn, nên các bạn không cần phải lo lắng về cái vấn đề đề này. Cảm ơn các bạn. À, em cảm ơn thầy rất là nhiều ạ. Và nãy giờ thì các bạn thí sinh cũng rất là quan tâm đến vấn đề giảng viên khi các bạn theo học các chương trình quốc tế ạ. Ở đây thì em thấy các bạn có bình luận là sinh viên chương trình quốc tế của trường có được học với thầy cô bản xứ hay không? Dạ, em xin được phép kết nối với cô Ngân để cô Ngân giải đáp cho các bạn ạ. Dạ, cảm ơn câu hỏi của Hân và của các bạn. Thì câu trả lời là có, đương nhiên có, là bởi vì cái mô hình của mình là chương trình đào tạo quốc tế, cho nên là 30% thời gian học của em sẽ học với lại thầy cô người nước ngoài và 70% là học với lại những giảng viên Việt Nam. Tuy nhiên, tất cả các thầy cô, những cái giảng viên Việt Nam này đều sẽ là những người tốt nghiệp từ nước ngoài về. Và một cái điểm nữa mà các em cũng có thể lưu ý đó là một vài chương trình, một vài môn học sẽ được giáo sư bên Úc, bên trường học Newcastle giảng dạy trực tiếp. Một cái điểm thứ tư mà mình có thể lưu ý đó rằng là trong quá trình học thì sẽ có rất là nhiều những cái buổi workshop, seminar và những cái buổi hội thảo. Thì những cái buổi này sẽ do doanh nghiệp tổ chức, doanh nghiệp đào tạo training, và cũng là những cái người nhân sự mình hay gọi là expert, những người chuyên gia đến từ các nước như là Anh, Mỹ, Úc, họ cũng sẽ được tham gia, họ cũng sẽ được mời tham gia vào để training cho các em. Cho nên là cái cơ hội học với người nước ngoài là luôn luôn có em nhé. Em cảm ơn chia sẻ của cô. Ở đây thì em thấy các bạn có đang quan tâm ngành quản trị kinh doanh. Bạn đặt câu hỏi cho chương trình, bạn nói là em quan tâm ngành quản trị kinh doanh nhưng em chưa biết nên chọn học chương trình nào, nhờ thầy cô tư vấn giúp em. Với câu hỏi này em xin phép được mời cô Tâm sẽ chia sẻ với các bạn ạ. Chào các em. Thì đúng là đây là một, cô nghĩ là cái câu hỏi này cũng khá là thú vị, bởi vì đa phần các bạn thí sinh cũng rất là băn khoăn thì không biết là cái ngành quản trị kinh doanh thì mình sẽ học cái gì. Đúng không ạ? Nó là một cái ngành rất là rộng. Thì như cô có chia sẻ lúc ban đầu, cô lấy ví dụ như là cái chương trình đào tạo quốc tế theo mô hình chuyển tiếp với trường Angelo State của Hoa Kỳ thì là một cái mô hình 1 cộng 3 cũng về ngành quản trị kinh doanh. Tuy nhiên, khi các em chuyển tiếp sang học giai đoạn 2 tại trường đại học Angelo State thì các em có thể chọn các cái chuyên ngành mà mình yêu thích liên quan đến quản trị kinh doanh. Cô lấy ví dụ như là chuyên ngành về kế toán, accounting, hoặc là các em có thể chọn về international business, các em có thể chọn về là marketing, vân vân. Và đấy là cô nghĩ là theo cái năng lực của mình. Ví dụ như là những bạn nào cũng học về ngành quản trị kinh doanh nhưng mà muốn đi sâu vào marketing, thì nếu như mà mình có các cái tố chất để trở thành một cái người ví dụ như là sau này là viết content giỏi này, hay là một cái người mà ví dụ như là để quảng bá sản phẩm tốt, thì chúng ta có thể chọn về marketing. Tuy nhiên, có những bạn thì bạn giỏi tính toán chẳng hạn, thì bạn có thể là vẫn học ngành quản trị kinh doanh nhưng bạn sẽ học về chuyên ngành về tài chính hoặc là kế toán. Thì đấy là những các cái chuyên ngành hẹp mà khi các em tham gia vào chương trình, và các bạn hoàn toàn yên tâm khi các thầy cô giảng cho các em trong cái gian học tại Văn Lang á, thì các thầy các cô sẽ xem là cái thế mạnh của các em là cái gì, và rồi các thầy các cô sẽ đưa ra những các cái tư vấn rất là phù hợp với cái năng lực, với cái trình độ của các em cũng như cái thế mạnh của các em, để khi mà chúng ta chuyển tiếp sang trường đối tác thì cái việc mà chúng ta chọn cái chuyên ngành nhỏ thì nó sẽ rất là phù hợp với cả bản thân em. Hay là trường đại học Inha Hàn Quốc thì cái ngành mà liên kết cũng là ngành quản trị kinh doanh nhưng mà chuyên về logistics, nghĩa là chuỗi cung ứng và logistics. Thì các em thấy là hiện nay trong cái thời kỳ công nghiệp 4.0 như thế này thì cái việc mà vận hành một cái chuỗi cung ứng nó rất là quan trọng, doanh nghiệp nào cũng cần phải có. Và cô thấy rằng là bởi vậy cái chuyên ngành hẹp là logistics
của cái ngành quản trị kinh doanh trong cái chương trình đào tạo quốc tế liên kết cả trường đại học INHA, là một cái chương trình cô nghĩ là khá là hot và hấp dẫn. Các bạn khi mà học trong chương trình này thì các bạn sẽ được là trải nghiệm học tại cái môi trường mà nó là top 1 về đào tạo logistics tại Hàn Quốc, chính là trường đại học INHA. Và như vậy thì các em sẽ có được cái kiến thức, cũng như là các em sẽ đón nhận được các cái bài giảng, các cái kiến thức chuyên môn cũng như là các cái kỹ năng sống từ các cái thầy giáo, giảng viên, giáo sư của trường đại học INHA. Và bởi vậy cô nghĩ rằng là khi tốt nghiệp thì cái bằng cấp của các bạn sẽ rất là có giá trị, và đặc biệt là khi chúng ta quay trở về Việt Nam để chúng ta sẽ cống hiến cái năng lực, cái trình độ của mình cho phát triển đất nước, thì cô nghĩ là như vậy thì nó rất là hữu ích cho các em. Và đấy là một chút cái giải thích sơ bộ về cái ngành quản trị kinh doanh. Tuy nhiên những bạn nào mà muốn cô giải đáp thêm thì chúng ta có thể nhắn tin hoặc chúng ta có thể để lại các cái thông tin, và các cô sẽ, hôm nay là do cái thời gian nó cũng không có nhiều, thì các cô sẽ gửi tới các em các cái tư vấn một cách rất là chi tiết sau. Dạ, em cảm ơn cô. Và một cái vấn đề mà em nghĩ các bạn cũng rất là quan tâm bên cạnh chương trình đào tạo các cái hoạt động sinh viên, đó là vấn đề học phí cũng như là vấn đề học bổng. Thì em xin phép được mời hai cô sẽ giới thiệu về chương trình học bổng mà chương trình của chúng ta đang có, cũng như là mức học phí để các bạn học sinh có thể dự trù được ạ. Dạ, đầu tiên mời cô Thủy ạ. Chào các bạn, cảm ơn câu hỏi của Gia Hân. Thì thật ra cái phần mà học phí học bổng hoặc là cái lộ trình học 4 năm như thế nào để mà cho gia đình cũng như gia đình phụ huynh cũng như là thí sinh có thể lường trước được những cái chi phí mà mình có thể trang trải, thì với chương trình quốc tế, qua chương trình cử nhân quốc tế của trường Đại học Văn Lang của Viện Đào tạo Quốc tế đó, thì hiện nay với 4 chuyên ngành, 2 chuyên ngành đến từ Đại học Lee Byung Chun Mo là Digital Marketing và Quản trị Sự kiện, thì cô có chia sẻ nãy rồi, thì cô sẽ nhắc lại lên thêm một lần nữa là cái phần ngành gọi là Digital Marketing và Quản trị Sự kiện đó, thì chúng ta với 4 ngành thì với 5 Going Global thì 4 ngành này chúng ta có học phí này giống nhau là 80 triệu trong 1 năm cho 5 môn học. Học phí đó nó bao gồm luôn cho cái phần gọi là trải nghiệm học tập tại nước ngoài. Cái thứ hai là năm học thứ 2, thứ 3 và thứ 4 là năm học chuyên ngành. Thì ở đây chúng ta có hai lựa chọn học tập. Chúng ta chia ra là hai lựa chọn học tập của trường Lee Byung Chun Mo của Vương quốc Anh và lựa chọn học tập của trường Newcastle. Thì với trường Lee Byung Chun Mo và trường Newcastle, nếu các em học 4 năm tại Đại học Văn Lang, tại Viện Đào tạo Quốc tế, thì cái học phí hiện nay của năm 2, năm 3, năm 4 với chương trình Digital và Quản trị Sự kiện thì 1 năm là 106 triệu rưỡi cho 1 năm, thì chúng ta đóng một học kỳ đâu đó nó khoảng 53 triệu. Với chương trình của trường Newcastle thì một học kỳ nó đâu đó nó khoảng 64 triệu cho một học kỳ. Cái lựa chọn thứ hai là cái lựa chọn mà các em sẽ học chương trình gọi là các em học ở đây 3 năm rồi, bây giờ tới năm thứ 4 các em thích đi qua bên nước ngoài các em học, giống như là cô Tâm có chia sẻ, thì với chương trình chuyển tiếp của trường Lee Byung Chun Mo và Newcastle, các em học 3 năm ở đây, xong rồi năm thứ 4 các em muốn đi qua bên nước ngoài, qua Anh hoặc có Úc các em học, thì các em sẽ đóng cái học phí của cái năm cuối đó là theo quy định học phí của trường đối tác. Thì dù là các em có chọn lựa chọn học 4 năm tại học Văn Lang hay là các em lựa chọn học chương trình 3 năm ở đây và 1 năm ở bên trường nước ngoài, thì cái bằng mà các em nhận thì vẫn là bằng của quốc tế của trường đối tác cấp. Thì cái điều đó nó làm cho các em rộng mở hơn cái lựa chọn của mình, cũng như là rộng mở hơn các trải nghiệm quốc tế. Và cái điều quan trọng là nó sẽ cho các em cái dự kiến được cái trang trải kinh phí, chi phí của mình để mà học. Thì đó là cái học phí của chương trình quốc tế. Cái phần thứ hai là cái phần học bổng. Thì với chương trình học bổng của Viện Đào tạo Quốc tế hiện nay thì bên viện có cung cấp cái học bổng. Chúng ta có hai loại học bổng. Một là học bổng Going Global là dành cho các bạn sinh viên năm nhất. Thì cái loại học bổng dành năm nhất á, thì chúng ta có 4 cái mức dành cho các bạn. Cái mức đầu tiên á, là chúng ta có học bổng là 100%. Học bổng thứ hai là học bổng trị giá 75%. Học bổng thứ ba là 50%. Và cái học bổng thấp nhất mà các bạn mà nhận được thì cũng là 25%. Thì với 4 cái học bổng này nó tương ứng với những cái tiêu chí dành cho các bạn. Nhưng với các bạn mà có IELTS ít nhất từ 6.0 trở lên và điểm GPA có nghĩa là điểm trung bình học tập của các bạn của lớp 12 từ 7.0 trở lên, thì các bạn, cô khuyến khích các bạn là các bạn lên lộp học bổng. Cái đó là dành cho những bạn mà có năng lực học tập tốt. Còn những bạn bây giờ vẫn muốn vô chương trình quốc tế nhưng mà bây giờ
cái của em chưa được đạt như vậy thì phải làm sao? Thì có một cái hỗ trợ tiếp theo mà bên phía trường cũng như là viện đào tạo quốc tế hỗ trợ cho các bạn nếu các em thật sự là mong muốn học chương trình quốc tế, đó là những ưu đãi học phí dành cho các bạn. Thì với những cái ưu đãi này á, thì thứ nhất á, là các bạn phải có một cái quan điểm rất là rõ ràng là các bạn phải quyết tâm học chương trình quốc tế. Tại vì học chương trình quốc tế đó các bạn không có nó, các bạn đòi hỏi một cái sự cố gắng, tại vì tiếng Anh là một cái thách thức. Cái thứ hai đó là học chương trình quốc tế đó, có cô Tâm, cô Thủy hoặc là cô Ngân, cô Lan ở đây, các bạn hỏi khó không? Khó lắm. Cái đầu vào thì đâu đó chúng ta nghe là tốt nghiệp trung học phổ thông là được rồi, có tiếng Anh là được rồi. Nhưng mà với tất cả chương trình quốc tế á, thì thường nó không có xiết cái đầu vào. Nhưng mà cái trải nghiệm 4 năm học tập của các bạn á, là những cái trải nghiệm mà khi mà các bạn tham gia hết thì các bạn mới thấy được rằng là đó chính xác mới gọi là học đại học. Các bạn sẽ biết được rằng các bạn trải nghiệm cái gì. Thì với những cái đó đó, thì với những cái ưu đãi học phí thì hiện nay với chương trình của Viện Đào tạo Quốc tế chúng ta có 3 cái ưu đãi học phí là 10%, 5% hoặc là 3% để miễn giảm cho các bạn nếu như các bạn đăng ký ngay thời điểm này để mà xét tuyển vô chương trình của cử nhân quốc tế của Viện Đào tạo Quốc tế Trường Đại học Văn Lang. Dạ, xin hết ạ. Em xin cảm ơn những chia sẻ rất là chi tiết của cô. Rồi tiếp theo em xin được mời cô Tâm sẽ chia sẻ đến các bạn những chính sách học bổng của chương trình Mô hình Chuyển Tiếp ạ. Rồi cảm ơn cô Hân. Bây giờ cô sẽ chuyển sang cái phần giới thiệu cho các bạn về cái chính sách về học bổng cũng như là cái học phí của chương trình đào tạo quốc tế theo mô hình chuyển tiếp. Thì hiện nay, cái thứ nhất là cô đang nói về cái mức học phí. Thì học phí cho cái giai đoạn học tại Văn Lang thì nó rơi vào khoảng 90 triệu. Còn cái học phí mà khi các bạn sẽ chuyển tiếp sang các trường đối tác thì ở Văn Lang trong năm học 2022-2023 các cô sẽ triển khai hai chương trình đào tạo quốc tế theo mô hình chuyển tiếp như cô đã nói ban nãy, đó là sang trường đại học Angelo State của Hoa Kỳ và trường đại học Inha. Thế thì bây giờ ví dụ như là khi các bạn học trong cái chương trình quản trị kinh doanh với liên kết với cả trường đại học Angelo State của Hoa Kỳ thì khi các bạn chuyển tiếp 3 năm sang học ở đó, các em sẽ được hưởng một cái mức học phí theo, ở đây cô đang nói là cái mức học phí theo cái mức đóng của người dân Mỹ bản địa. Bình thường ví dụ như là một sinh viên quốc tế các em phải đóng học phí cho bất kỳ chuyên ngành, cô lấy ví dụ một chuyên ngành tối thiểu thôi, ở bên Angelo State là khoảng 21-23 ngàn đô la Mỹ một năm cho 30 tín chỉ. Nhưng mà nếu như các em đi theo cái chương trình đào tạo quốc tế theo mô hình chuyển tiếp của trường học Văn Lang thì các em chỉ phải đóng học phí với cái mức giảm tương đương là 60%, nghĩa là nó chỉ còn độ khoảng đâu đó là dao động từ 9-10 ngàn đô la Mỹ một năm cho 30 tín chỉ thôi. Và đây là một cái, tức là một cái thông tin cô nghĩ là khá là hấp dẫn để cho các bạn khi các bạn nghĩ rằng là học ở bên Mỹ đúng không ạ, thì nó rất là đắt đỏ. Tuy nhiên nếu mà chúng ta học trong cái chương trình chuyển tiếp của trường đại học Văn Lang như thế này thì 3 năm học tại Angelo State thì các bạn chỉ đóng học phí chỉ bằng hơn một năm nếu như các bạn tự apply cho cái trường Angelo State nếu như là một sinh viên bình thường mà thôi. Thì cũng tương tự như vậy, đối với trường đại học Inha của Hàn Quốc thì khi các em đi theo cái diện chương trình sinh viên liên kết giữa hai trường, các em khi mà chuyển tiếp sang trường đại học Inha thì các em cũng được đóng học phí với cái mức giảm là khoảng 20% so với cả cái mức học phí dành cho sinh viên quốc tế do trường đại học Inha người ta công bố hàng năm. Thì đây là hai cái thông tin về mức học phí các em chuyển tiếp. Còn về cái chính sách học bổng thì thực ra mà nói cái chính sách học bổng của các cái chương trình đào tạo quốc tế theo mô hình chuyển tiếp thì nó cũng gần tương tự so với các cái chương trình đào tạo quốc tế của Viện Đào tạo Quốc tế triển khai. Đó là các cô cũng sẽ có 3 loại học bổng. Thứ nhất đó là học bổng tuyển sinh, nghĩa là các bạn khi mà nộp hồ sơ tham gia vào chương trình, nếu như mà tính điểm GPA học bạ 3 năm cấp 3 của em cũng như là điểm chứng chỉ IELTS hoặc các chứng chỉ tiếng Anh liên quan tương đương nếu có thì các cô sẽ tính theo cái thang điểm là từ cao trở xuống thì nó sẽ có các suất học bổng tương ứng là 100%, nghĩa là các em được miễn học phí toàn bộ, hay là 75%, 50% và là 25%. Cái học bổng thứ hai gọi là học bổng trong quá trình các em học trong cái giai đoạn học tại Văn Lang thì ví dụ như là hết năm thứ nhất nếu như mà tính điểm GPA của em mà em được, ví dụ em được cao nhất lớp chẳng hạn, cộng với các cái hoạt động tham gia trong quá trình các em học tập thì các em cũng được xét miễn giảm học bổng cho các cái năm học tiếp theo. Và ngoài ra một cái học bổng nữa đó là học bổng dành cho những sinh viên tích cực tham gia vào các cái phong trào. Cô lấy ví dụ như là các em học về academic đó là một phần thôi, nhưng cái quan trọng để trở thành một công dân toàn cầu thì nghĩa là đòi hỏi em phải trở thành một con người nó phải khá là hoàn hảo, đúng không ạ? Nghĩa là sao, em phải vừa học giỏi mà em vừa phải tham gia tích cực vào các hoạt động phong trào. Như vậy thì sau này khi các em tốt nghiệp ấy, các em ra trường, các em làm việc thì trong bất kỳ môi trường nào
các em cũng dễ dàng thích nghi. Và đó là một cái suất học bổng, cô lấy ví dụ là gọi là học bổng về phong trào dành cho những bạn coi như là có thành tích tốt trong các hoạt động phong trào của nhà trường cũng như hoạt động phong trào của các chương trình đề ra. Thì đấy là các cái thông tin sơ bộ về học phí cũng như học bổng của chương trình đào tạo quốc tế theo mô hình chuyển tiếp mà cô muốn giới thiệu hôm nay. Dạ, em cảm ơn hai cô rất là nhiều. Và nãy giờ cuộc trò chuyện của chúng ta đã trôi qua rất là nhanh để các thầy cô chia sẻ thật là nhiều thông tin cho các bạn thí sinh. Cho nên là Gia Hân tin là nếu bạn nào mà theo dõi livestream từ đầu đến giờ thì các bạn cũng hình dung cho mình một lộ trình để làm sao các bạn chuẩn bị để có thể theo học chương trình đào tạo quốc tế tại trường Đại học Văn Lang. Và các bạn nên nhớ là dù các bạn học theo mô hình học ra sao thì bằng cấp của các bạn đều là do các trường đối tác uy tín của trường Đại học Văn Lang cung cấp và có giá trị toàn cầu, cho nên các bạn cứ yên tâm các bạn nha. Và Gia Hân cũng được biết là thời điểm này thì các bạn thí sinh đang trong giai đoạn nước rút để ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông, cho nên là em xin phép được kết nối với các thầy cô đang kết nối online để các thầy cô có thể gửi những lời động viên cũng như lời chúc, cũng như là nhờ Trí có thể chia sẻ một vài lời chúc để các bạn có thể tự tin hơn trước kỳ thi quan trọng này ạ. Dạ, em xin được phép kết nối với cô Ngân ạ. Em mời cô. Dạ, chào Gia Hân. Các em ơi, hiện là các em đang là cái thời gian mà các em đang bận nhất nè, lo nhất nè, tất bật chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới. Thì cô chúc cho các em rất là nhiều sức khỏe, phải ăn uống đầy đủ, phải nghỉ ngơi đầy đủ để có sức còn đi học, còn đi thi. Và cô hy vọng là buổi chia sẻ ngày hôm nay đã một phần nào cung cấp thêm cho các em thông tin trong cái quá trình ra quyết định của mình. Và cô chúc cho em những cái lời chúc tốt đẹp nhất cho việc thi cử cũng như là cho cái việc lựa chọn nghề nghiệp sắp tới của mình. Cố lên! Dạ, em cảm ơn cô. Em xin được phép kết nối với thầy Cường. Thầy Cường ơi, thầy có thể gửi một vài lời động viên với các bạn được không ạ? Chào các em. Thì trong cái thời gian này thì thầy biết là các em đang rất là nỗ lực tăng tốc để học tập tốt để chuẩn bị cho một kỳ thi sắp tới. Thì chúc các em sẽ luôn học tập tốt, sáng suốt lựa chọn đúng ngành đúng nghề mà mình yêu thích, và hy vọng là sẽ gặp các em trong cái học kỳ sắp tới tại Đại học Văn Lang. Người Hàn khi mà trước khi mà ở bên người Hàn Quốc khi mà để thể hiện cái sự động viên nha, cố gắng thì ta dùng cái câu là Haitin Acha, đúng không? Thì bây giờ thầy rất thầy muốn gửi cái lời đó đến cho các em. Sarangheo. Cảm ơn các em. Dạ, em cảm ơn một lời chúc rất là dễ thương của thầy. Và bây giờ em xin được phép kết nối với cô Lan để cô Lan chia sẻ với các bạn ạ. Xin chào các bạn sinh viên. Nhân dịp này thì cô cũng chúc các bạn thật là nhiều sức khỏe và chúc các bạn học thật tốt và chọn được một cái chương trình phù hợp với thế mạnh cũng như là sở thích của bản thân. Trí ơi, là một người anh đi trước thì em có lời khuyên nào cho các bạn không? Mời em. Dạ, xin chào các bạn ạ. Mình mong các bạn có thể có sức khỏe và tinh thần thật tốt để có thể có một kỳ thi trung học phổ thông quốc gia sắp tới thật là thành công. Và các bạn hãy đưa ra lựa chọn ngành học và chương trình học thật tốt cho bản thân của mình. Cảm ơn ạ. Cảm ơn Trí rất là nhiều và em cũng xin cảm ơn các thầy cô. Và các bạn ơi, hôm nay là ngày 31 tháng 5, cũng là ngày cuối cùng mà trường Đại học Văn Lang nhận hồ sơ xét tuyển học bạ đợt 1. Và sau ngày hôm nay thì trường Đại học Văn Lang sẽ tổng hợp hồ sơ mà các bạn đăng ký và nhà trường sẽ công bố kết quả xét tuyển học bạ đợt 1 trước ngày 10 tháng 6, cho nên các bạn cũng chờ để xem kết quả của mình như thế nào nha. Và các bạn nhớ là chúng ta hãy bình tĩnh, tự tin để chúng ta có thể bước vào kỳ thi trung học phổ thông quốc gia thật là tốt. Và ngày hôm nay Gia Hân cũng như những người thực hiện chương trình xin cảm ơn các thầy cô đã dành thời gian quý báu của mình để đến tham dự chương trình và gửi những thông tin bổ ích đến các em học sinh. Và câu chuyện ngành nghề sẽ tiếp tục được lên sóng vào tối thứ ba hàng tuần trên fanpage trường Đại học Văn Lang qua chương trình livestream Văn Lang Q&A. Gia Hân xin chúc quý phụ huynh và các em thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại ở số phát sóng tiếp theo. Đình đấy muôn khó khăn còn đây, cuộc sống
dẫu xa là biết đâu là nhà, xin chớ lo em à. Dù nhiều gian nan khôn khó muôn vàn, xin bạn luôn sẵn sàng. Dù nguy nan thách thức cơ hàn, xin bạn đừng hoang mang. Em hỡi, không một mình nhé, cùng sát vai kề vai. Sẽ có bao nhiêu người giúp em tươi cười, mà ước mơ vào đời. Và rồi vẫn lặng sẽ đến bên bạn, mang hành trang buồn phàn. Rồi văn lang chắp cánh cho bạn bay về muôn nơi xa. Cùng nhau ta hát vang khát vọng văn lang, ước mơ mãi luôn thắm sáng. Dâng đầy niềm tin chúng ta sẵn sàng. Cùng nhau ta hát vang khát vọng văn lang, mãi yêu ngôi nhà thân thương. Dâng đầy niềm vui mỗi ngày đến trường. Xa gia đình đấy, muôn khó khăn còn đây. Cuộc sống giàu xa là biết đâu là nhà, xin chớ lo em à. Dù nhiều gian nan khôn khó muôn vàn, xin bạn luôn sẵn sàng. Dù nguy nan thách thức cơ hàn, xin bạn đừng hoang mang. Em hỡi, không một mình nhé, cùng sát vai kề vai. Sẽ có bao nhiêu người giúp em tươi cười, mà ước mơ vào đời. Và rồi vẫn lặng sẽ đến bên bạn, mang hành trang buồn vàn. Rồi vẫn lặng chắp cánh cho bạn